Bệnh khảm lá mì đã được khắc chế bằng giống mì mới kháng bệnh. Tuy nhiên, người trồng mì lại phải đối mặt với những khó khăn, thách thức về giá vật tư đầu vào tăng cao. Giải pháp nào cho một vụ mì thành công với chi phí tiết kiệm nhất? Quy trình bón phân thế nào là hiệu quả? Nội dung cụ thể với phần tư vấn chi tiết của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa sẽ có trong chuyên mục Canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 lúc 17:15 Chủ nhật ngày 7/11/2021. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.